Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 29 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp các đại sứ Ba Lan, Tây Ban Nha và Bangladesh tới trình quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng đại sứ Ba Lan Alexander Sudey nhận nhiệm vụ trong thời điểm rất có ý nghĩa, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi Ba Lan là đối tác lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á. Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều xấp xỉ 3 tỷ đô la Mỹ là con số ấn tượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác mạnh mẽ hơn. Mong muốn hai bên sẽ cùng thúc đẩy hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế của Ba Lan, cho rằng đây sẽ là kinh nghiệm cho Việt Nam và nhiều nước đang phát triển tham khảo. Đại sứ Alexander Sudey cho biết, Ba Lan xây dựng nền kinh tế theo hướng đoàn kết và có nhiều điểm tương đồng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Mong muốn hai bên mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực địa chất, khoa học và thống kê. Nhận quốc thư từ đại sứ Tây Ban Nha, Carmen Cano de la Sala, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc đánh giá đầy đủ kết quả 15 năm đối tác chiến lược hướng tới tương lai sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước hướng tới những nội dung hợp tác đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. Mong muốn trong nhiệm kỳ, bà đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại để nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên cao hơn nữa so với mức 4 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Chủ tịch nước cũng đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ, cơ sở hạ tầng và giao thông. Đại sứ Tây Ban Nha cho biết, quốc gia này sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Việc phòng thương mại Tây Ban Nha đã được ra mắt là minh chứng rõ nét cho mong muốn của Tây Ban Nha trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Mohamed Lufor Rahman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh và đồng tình với các đề xuất của đại sứ Bangladesh nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là phát huy tối đa những nét tương đồng, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ Bangladesh thúc đẩy quan hệ với ASEAN và mong muốn Bangladesh ủng hộ lập trường của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đối với những vấn đề của ASEAN. Cho biết từ 20 năm trước, ông đã từng công tác tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, Bangladesh luôn coi trọng quan hệ và theo dõi sát tình hình phát triển của Việt Nam, mong muốn hai bên sẽ chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo bậc đại học và sau đại học. Cũng trong chiều nay, tiếp đại sứ Mozambique Leonardo Manuel Pene đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn đại sứ đã nỗ lực để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mozambique. Mong muốn dù trên cương vị công tác nào, ông cũng sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác về chính trị, ngoại giao, làm nền tảng thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam khuyến khích lãnh đạo các bộ, ngành địa phương của Mozambique sang thăm và cùng các cơ quan của Việt Nam trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Mozambique đã ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có Viettel, sang đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Nhân dịp này, qua các đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc mừng năm mới và mời nguyên thủ của các quốc gia này sớm thăm Việt Nam. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 để thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Các thành viên Chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với 5 nội dung, trong đó có 3 dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi và 2 đề nghị xây dựng luật, gồm luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, luật thi hành án dân sự sửa đổi. Sau khi nghe thảo luận, cho ý kiến về từng dự án luật và giao các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ có liên quan đã tích cực chuẩn bị, trình các dự thảo luật, đề nghị xây dựng luật, đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, qua đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng thể chế. Chúng ta thấy đây là một cái việc làm rất là quan trọng. Hai là trong cái bối cảnh hiện nay thì cần có cái phản ứng chính sách rồi xây dựng cái luật pháp nó nhanh, nó phù hợp với tình hình để chúng ta huy động tổng thể cái nguồn lực cho phát triển đất nước. Cái thể chế chính là một cái nguồn lực, chính sách chính là cái nguồn lực
Thế làm sao mình đổi mới tư duy trong cái cách xây dựng luật. Thứ hai là phải đổi mới cách làm. Rồi cái thứ ba là phải có cơ chế chính sách, huy động được sức mạnh của nhân dân. Tôi đề nghị các ông chí tập trung cái lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cái thể chế này. Không được lơ là. Tôi yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến để tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp thu ý kiến từ hoạt động thực tiễn, rồi lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các doanh nghiệp để cho người ta tham gia ý kiến được càng nhiều thì càng tốt. Thủ tướng yêu cầu quá trình xây dựng thể chế cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện của Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, làm tốt công tác tuyên truyền. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đầu tư nhân lực, vật lực cho việc xây dựng thể chế. Quá trình xây dựng cần chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tránh cơ chế xin cho, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường phát triển lành mạnh, điều tiết theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có các công cụ can thiệp kịp thời, minh bạch, công khai, bình đẳng. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật. Đối với một số luật vừa được ban hành như luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, các luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 phải hoàn thiện dự thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn để sớm đưa luật vào cuộc sống nhằm tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Giáp Thìn và lễ hội xuân. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe không đội mũ bảo hiểm, đi vào làn rừng khẩn cấp, ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn, không trang bị dụng cụ cứu sinh, người điều khiển không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ siết chặt việc kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm, nhất là vi phạm về tốc độ, đảm bảo năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến, xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, tăng giá vé trái quy định, không để ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa, đảm bảo an toàn các công trình giao thông, đảm bảo hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, triển khai ngay phương thức thu phí này tại các sân bay. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và lễ hội xuân. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường lực lượng, phương tiện, thuốc men, trang thiết bị để đáp ứng cao nhất việc cứu chữa nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại về người. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương mình. Thưa quý vị, sáng nay nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đã nghỉ hưu. Tham dự có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa 15 đã kế thừa tinh thần đổi mới của các nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước, tiếp tục tìm tòi những cách làm mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, được dư luận cử tri hoan nghênh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được gặp các đại biểu, nhấn mạnh trong thành công của hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay có những đóng góp trí tuệ, động viên khích lệ của các bậc lão thành, tâm huyết và nhiều kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội xác định để tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội là điều khó khăn nhưng không được dừng lại mà cần tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi để thích nghi với bối cảnh hiện nay, hoàn thành các trọng trách của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục dành công sức, hiến kế cho hoạt động của Quốc hội, nhất là trong những việc lớn, hệ trọng của đất nước trong năm nay.
Chiều nay tiếp Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc Park Cheung-hee, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu rõ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với các cơ hội thuận lợi để tăng cường hợp tác sâu rộng và toàn diện. Mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, mở rộng hợp tác hơn nữa trong chuỗi cung ứng công nghiệp, trung hòa carbon và tạo thuận lợi thương mại thông qua giảm khí thải nhà kính, năng lượng sạch và mở rộng quy tắc xuất xứ cũng như khoáng sản cốt lõi. Hai bên cũng thống nhất hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác về an ninh hàng hải trong khu vực. Thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chúc mừng những kết quả nổi bật toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2023, đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh tiếp tục đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách hộ nghèo. Tại khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 15 suất quà cho các hộ nghèo. Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Chu Thị Ấu, có hai con là liệt sĩ, ông Lê Thanh Tâm, thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 81%. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã thăm tặng quà chúc Tết giám mục Tô Ma Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc tu sĩ, bà con giáo dân, giáo phận Bùi Chu, thăm chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự chợ Tết không đồng dành cho 1.000 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhiễm chất độc da cam, được nhận phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng để mua các sản phẩm thiết yếu ngày Tết. Trao quà cho những hộ nghèo và công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những khó khăn trong đời sống công nhân lao động, biểu dương các cấp công đoàn cùng đồng hành với doanh nghiệp đã dành hơn 100 tỷ đồng chăm lo cho người lao động qua chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Trước đó vào tối qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự chương trình giao lưu nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thăm và tặng quà người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Sóc Trăng và Tiền Giang, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Đảng Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Cùng với 400 phần quà tặng cho bà con tỉnh Sóc Trăng, ban tổ chức đã trao trên 79 tấn gạo hỗ trợ, 45 căn nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ quà trên 6 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố. Tại Tiền Giang, 300 suất quà Tết đã được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và 200 suất cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay tại tỉnh Bắc Cạn, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới nhân dân, trao tặng 208 suất quà cho người nghèo các xã Nam Cường, Tân Lập, Xuân Lạc và 120 suất quà cho công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chợ Đồn. Đoàn cũng trao quà cho xã Nam Cường và 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng bếp ăn của điểm trường Phù Lươn, xã Cao Tân, huyện Bắc Nẵm. Thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Khiên, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 400 suất quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Phó Chủ tịch nước cũng đã thăm tặng quà 100 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Thăm tặng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám ở thị trấn Hà Lam và anh hùng lực lượng vũ trang thương binh Trần Thị Cúc ở thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, tại huyện Thăng Bình. Thưa quý vị, năm 2023 vừa qua là năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là một năm mà đất nước đã tiếp tục vững vàng trước những cơn gió ngược, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Những thành tựu và dấu ấn đó đã được phản ánh sinh động qua các tác phẩm dự thi giải Búa Liềm Vàng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Lần đầu tiên Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Có sự tin tưởng đặc biệt giữa lãnh đạo hai nước.
trong loạt phóng sự với chủ đề Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, thành tựu đối ngoại không thể phủ nhận của Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, các tác giả đã khẳng định thành tựu đối ngoại nổi bật, không thể phủ nhận của đất nước bằng cách tiếp cận đa chiều, thuyết phục. Qua đó, tác phẩm cũng đã chỉ rõ những luận điệu chống phá, xuyên tạc nhằm làm giảm uy tín của Việt Nam, chia rẽ quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hoa Kỳ. Dựa trên cái thế mạnh của Thông tấn xã Việt Nam với 30 cơ quan thường trú trên khắp toàn cầu, từ đó thì chúng tôi thu thập thông tin và có cái sự kết nối, liên hệ, xây dựng kịch bản với cơ quan thường trú nước ngoài trong phỏng vấn, trong thu thập thêm các cái cơ quan báo chí của các nước nhìn nhận về sự việc. Còn trong loạt phóng sự gỡ khó, nhiệm vụ chưa có trong tiền lệ của báo Cao Bằng cho thấy, sau hơn một năm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đi vào hoạt động, đã có sự chuyển biến rõ rệt trên trận tuyến chống giặc nội xâm tại địa phương này. Tình trạng trên nóng dưới lạnh đã được khắc phục với nhiều cách làm rất riêng. Ở trong loạt bài này cũng khá đặc biệt, đấy là làm sao để cho người dân có thể tham gia được vào cái phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống tiêu cực thì cũng đã được triển khai rất là tốt, đặc biệt là xây dựng văn hóa liêm chính. Trên đây chỉ là một vài ví dụ. Trong hơn 2.200 tác phẩm dự giải Búa Liềm Vàng năm nay, nhiều tác phẩm đã đi sâu đánh giá các thành tựu, dấu ấn của đất nước đạt được với nhiều góc nhìn cùng cách thể hiện đa dạng. Qua các tác phẩm, niềm tin vào Đảng và khát vọng đưa đất nước phát triển tiếp tục được khơi dậy. Những cái tác phẩm đoạt giải báo chí Búa Liềm Vàng năm 2023 đã bám sát cái đời sống đất nước và có thể nói đã phản ánh cách sống động những cái thành tựu, đã thể hiện được cái tính toàn diện hơn, sâu sắc hơn, thuyết phục hơn và thực sự đã truyền đi một cảm hứng dựng xây trong cái cộng đồng của chúng ta. Và từ đó nó góp phần xây dựng cái niềm tin xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng chúng ta. Qua các dấu ấn thành tựu của đất nước được phản ánh trong các tác phẩm dự Búa Liềm Vàng, những nguồn lực nội sinh của đất nước sẽ ngày càng được vun bồi và phát triển. Đó cũng chính là vai trò trách nhiệm của báo chí được thể hiện rõ nét trong cuộc thi này. Để có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hoạt động nhập khẩu lợn thì cần phải có thời gian. Nhưng hiện nay mỗi ngày vẫn có hàng trăm con lợn được nhập lậu vào Việt Nam. Người chăn nuôi điêu đứng là thấy rõ, nhưng hậu quả lớn hơn đó là nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước. Vâng, cũng là vấn đề hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi các quy định của pháp luật. Ở đây là quản lý rừng phòng hộ. Thưa quý vị, rừng phòng hộ có vai trò quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Thế nhưng tình trạng phá rừng, xâm chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn ra và thậm chí là ngang nhiên dù có trạm bảo vệ rừng. Và một trong những điểm nóng về tình trạng này là khu vực rừng phòng hộ Krông Pha ven đèo Ngoạn Mục nối liền tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Nhưng tại sao điểm nóng này lại không được xử lý dứt điểm? Nhiều khu đất được san ủi như thế này. Loài cây được trồng không giống như những khu rẫy sản xuất lâu nay. Những chòi ở rẫy sản xuất cũng khác đi rất nhiều. Một ví dụ, không thể coi đây là chòi của rẫy sản xuất trên đất lâm nghiệp. Con đường bê tông rộng được làm khá kiên cố, vắt qua các ngọn đồi để đến những rẫy xa. Nhiều dấu hiệu cho thấy đất rừng sau khi bị lấn chiếm đã không dừng lại ở mức độ là rẫy sản xuất bởi có những tác động xây dựng làm thay đổi hiện trạng. Để chặn những cái dòng nước xuống kìa. Đó, nhiều khi bây giờ nó ít mưa này, nó mưa đó rồi nó sẽ bể bờ. Nó sẽ bể bờ về đó, ngay chỗ kia nó lỡ là đúng cái chỗ đó. Khảo sát mới nhất, đã có hơn 2.000 hectare rẫy sản xuất trong khu vực này. Không loại trừ, có những rẫy mới phát sinh gần đây. Người dân trong vùng lo ngại, nếu đất rừng bị biến dạng, thì nguy cơ sạt lở là rất dễ xảy ra. Nếu bây giờ năm nay mà không xử lý triệt để là sợ mà đợt mưa tới mà nó kéo dài, nó hai đợt là nó sẽ sạt lở lớn giống như cái vụ sạt lở địa Bảo Lộc. Cuối năm ngoái, cơ quan chức năng ở tỉnh Ninh Thuận đã rà soát xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang quốc lộ 27. Qua đó, phát hiện những trường hợp tự ý đào ta luy hành lang đường đèo, san mặt bằng, lấn chiếm đất rừng để dựng quán. Trong năm qua, thì đơn vị đã có cái đề án là rà soát đường rẫy, xác định rẫy cũ thì đưa vô cái hồ sơ quản lý đường rẫy và thành lập hồ sơ. Còn đối với những cái diện tích mới phát sinh, gọi là phá rừng và lấn chiếm rừng mới, thì đơn vị kiên quyết xử lý theo quy định, lập hồ sơ và chuyển cơ quan chức năng. Từ cuối năm ngoái, các bước xử lý tháo dỡ chòi trái phép đã được triển khai. Nhưng bên cạnh khu vực hành lang quốc lộ 27, những khu vực còn lại, hướng xử lý sẽ ra sao? Bởi thực tế lúc này trên đất rừng
rẫy cũ và rẫy mới đang xen nhau, vậy khiến cho tình trạng lấn chiếm đất rừng cứ tái diễn dai dẳng. Vâng, có thể rẫy cũ rẫy mới đan xen khiến cho người ta khó có thể phát hiện nên nạn lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra dai dẳng. Thế nhưng câu hỏi mà tôi hay quý vị có thể đặt ra khi xem xong phóng sự này đó là có sự làm ngơ hay cố tình không phát hiện ra của những người có trách nhiệm bảo vệ rừng ở đây hay không? Chiều nay khoảng 100 người lao động đã được về quê trên chuyến bay miễn phí của Vietnam Airlines khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Hoạt động này nằm trong chương trình thường niên chuyến bay ước mơ hành trình đoàn viên 2024 do Vietnam Airlines phối hợp tổ chức cùng với các tỉnh thành, doanh nghiệp nhằm chung tay hỗ trợ người lao động khó khăn về quê đón Tết. Danh sách người lao động được bay chuyến này do các tỉnh thành đề nghị. Sau Tết Nguyên đán thì Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến Thành phố Hồ Chí Minh để đưa người lao động trở lại miền Nam tiếp tục làm việc ổn định cuộc sống. Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc thì nhiều hộ gia đình chính sách, đồng bào nghèo tại các tỉnh Tây Nguyên phấn khởi và ấm áp hơn khi mà Đảng, Nhà nước cùng với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho bà con đón Tết, từ đó tạo động lực cho đồng bào tích cực lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên tặng. Hàng triệu hộ gia đình chính sách, người có công với nước, công nhân, lao động, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai vô cùng phấn khởi, được quan tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khi Tết đến xuân về. Mình là dân tộc Bà Nà, rất vui và phấn khởi. Nhân qua Tết này, được nhà nước hỗ trợ cho công nhân tụi em, vì em là người Gia Lai, đó, em rất là mừng. Bước sang năm mới 2024, bên cạnh sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, đồng bào ở các buôn làng tỉnh Gia Lai vui mừng phấn khởi khi nhiều loại nông sản bội thu giúp bà con sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết đủ đầy hơn. Rồi là mình cũng tổ chức một là cái, Tết chung trong nhà rông, rồi là khi về nhà thì thanh niên, rồi là bà con thì cũng tổ chức thăm hỏi vào dịp Tết. Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có ban hành cái chỉ thị và kế hoạch tổ chức Tết cho người dân ở vùng sâu vùng xa để đảm bảo thực hiện đúng cái phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau, có một cái Tết ấm lo. Năm tỉnh Tây Nguyên đã ưu tiên dành nguồn ngân sách hơn 220 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà Tết cho cả triệu hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và hỗ trợ các buôn làng vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, tổ chức vui xuân đón Tết. Đối với người Việt xa quê thì Tết Nguyên đán không chỉ là một lễ hội thông thường mà còn là một dịp đặc biệt để các thế hệ trong gia đình có thể sum vầy cùng hướng về nguồn cội. Đi chợ vào ngày Tết là một trong những nét văn hóa như vậy. Thương xá Phước Lộc Thọ những ngày này là rực rỡ nhất trong năm. Bởi tiểu thương ở đây đã sớm vào vụ Tết. Cửa hàng này đặt may từ Việt Nam cả nghìn bộ quần áo cho dịp Tết. Hàng bán không chỉ cho người Việt ở quận Cam, California mà còn xuất đi nhiều tiểu bang khác. Thế nên phải chuẩn bị sớm và kỹ, nhất là thiết kế. Nếu mà như nó nói về truyền thống của người Việt mình là phải đúng theo cái truyền thống đó, chứ mình không thể nào mình làm lai căng được. Giống như áo dài, giống như áo the, áo truyền thống thì nó phải đúng theo cái truyền thống của người Việt mình. Với người Việt, không gì gìn giữ truyền thống lâu bền bằng lễ Tết. Và cũng không bao giờ là sớm để bắt đầu học cách chơi Tết. Đây có thể chắc là áo dài đầu tiên của bé đúng không? Bé lần đầu tiên được mặc áo dài, thành ra hơi khó chọn. Sao mình lại chọn đi mua áo dài cho bé vào cái dịp Tết này? Tại vì gia đình vẫn là thích truyền thống, thành ra thích là bé được giống như là trải nghiệm qua cái truyền thống Việt Nam vậy đó. Hầu hết các siêu thị của người Việt ở quận Cam đều đã rục rịch vào Tết. Năm nay hàng Tết về sớm, giá thành phải chăng, đi chợ ở giờ này người ta đã có thể sắm đủ đồ cho một cái Tết ấm cúng. Ồ, siêu thị phải chuẩn bị hàng Tết cách đây 2 tuần, có đầy đủ bánh mứt, thèo lèo nhập từ Việt Nam sang. Còn bánh tét, bánh chưng hiện tại thì mình chỉ làm để mẫu
Và tuần sau thì siêu thị sẽ làm những cái bánh chưng khoảng 2,5 kg. Truyền thống của thì khi cúng người ta thích cái bánh to. Chợ xuân này được mở ngay trước cửa thương xá Phước Lộc Thọ. Chợ mở từ sáng cho đến đêm, suốt 3 tuần trước Tết. Trong cái nắng hanh, cách quê hương nửa vòng trái đất, xuân đã về và Tết đang đến với cộng đồng người Việt nơi đây. Được tin, đồng chí Victor Gorodetzky, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Argentina đã từ trần. Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã có điện chia buồn gửi tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Argentina. Hôm nay tại Luang Prabang, Lào, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã tham dự hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN, sự kiện khởi đầu cho năm ASEAN 2024 với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường. Năm ASEAN 2024 do Lào giữ vai trò chủ tịch. Tại hội nghị, các bộ trưởng cam kết ủng hộ và phối hợp triển khai các ưu tiên của ASEAN, nhất trí với các định hướng thúc đẩy phục hồi và kết nối các nền kinh tế, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề cùng quan tâm như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga-Ukraine, Trung Đông, bày tỏ quan ngại và chia sẻ quan điểm, nỗ lực ứng phó các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Hoan nghênh chủ đề hợp tác năm 2024, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các ưu tiên do Lào đề xuất, khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN, nhấn mạnh các chiến lược 2045 cần có cách tiếp cận bao trùm, toàn diện và sáng tạo, với các cơ chế theo dõi, đánh giá, cập nhật định kỳ để bảo đảm đáp ứng các ưu tiên, nhu cầu của ASEAN trong mọi hoàn cảnh. Bộ trưởng đã cùng các nước thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, đề nghị ASEAN kiên trì hỗ trợ Myanmar, nhấn mạnh ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, khách quan, nâng cao vai trò và tiếng nói cho các vấn đề liên quan tới hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhằm trao đổi về tình hình và phương hướng hợp tác thời gian tới. Ủy ban bầu cử Trung ương của Liên bang Nga hôm nay đã chính thức đăng ký tư cách ứng cử viên tổng thống cho đương kim tổng thống Vladimir Putin. Ủy ban bầu cử Trung ương của Liên bang Nga cho biết trong số 315.000 chữ ký ủng hộ ông Putin theo quy định, ủy ban đã chọn ngẫu nhiên 60.000 chữ ký để kiểm tra và kết quả đạt tỷ lệ hợp lệ gần như tuyệt đối. Như vậy, ông Putin trở thành ứng cử viên tổng thống thứ tư được đăng ký trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới đây. Trước đó, Ủy ban bầu cử Trung ương của Liên bang Nga đăng ký tư cách ứng cử viên cho đại diện 3 chính đảng trong nghị viện gồm ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do, ông Leonid Slutsky, ứng cử viên Đảng Những Con Người Mới, ông Vladislav Davaskov và ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Nikolai Kharitonov. Ukraine đang điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến mua sắm vũ khí với tổng trị giá tương đương là khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo của cơ quan an ninh Ukraine, vụ tham nhũng liên quan đến việc mua 100.000 quả đạn pháo cho quân đội. Cơ quan này tiết lộ hợp đồng cung cấp đạn pháo đã được ký kết vào tháng 8 năm 2022, thời điểm 6 tháng sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra và khoản thanh toán đã được thực hiện trước cùng với một số tiền được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, việc cung cấp vũ khí đã không được thực hiện. Sau đó, một số khoản tiền lại được chuyển sang các tài khoản khác ở nước ngoài. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận có sai phạm trong vụ việc này. Xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua, theo số liệu vừa được Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc công bố. Hàn Quốc chiếm 6,3% lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong năm ngoái, giảm so với mức là 7,4% năm 2022. Trong nhiều năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, thì Hàn Quốc luôn chiếm khoảng 10% thị trường nhập khẩu của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, sự tự lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong sản xuất các sản phẩm chủ chốt và phát triển công nghệ là một nguyên nhân khiến cho sự hiện diện thương mại của Hàn Quốc tại thị trường này bị giảm sút, đặc biệt là trong các lĩnh vực như điện thoại thông minh, màn hình, ô tô và hóa dầu. Tàu đổ bộ mặt trăng của Nhật Bản đã hoạt động trở lại, tiếp tục thực hiện sứ mệnh thám hiểm trên bề mặt mặt trăng. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản hôm nay cho biết hệ thống pin mặt trời của tàu đổ bộ đã hoạt động trở lại sau thời gian không tạo ra điện do các tấm pin không hướng về phía mặt trời như là kế hoạch.
cơ quan này đã liên lạc được với tàu từ đêm qua và tàu đổ bộ mặt trăng đã chụp được các ảnh, các tảng đá. Theo cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, tàu đổ bộ có khả năng tạo ra năng lượng nhờ sự thay đổi hướng của ánh sáng mặt trời. Nhật Bản đã trở thành quốc gia thứ 5 có tàu vũ trụ đổ bộ mặt trăng sau Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị.